nhật báo 24 giờ. Chúc quý vị có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới hấp dẫn nhất được kênh nhật báo 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin thể thao mới nhất 24 giờ hôm nay. U22 Việt Nam đối đầu với U22 Indonesia ở bán kết. Với chiến thắng 2-0 ở trận đấu quyết định trước đội chủ nhà U22 Campuchia, đội tuyển U22 Indonesia đã giành vị trí thứ hai của bảng B. Đội bóng xứ vạn đảo sẽ là đối thủ của đội tuyển U22 Việt Nam ở trận bán kết đầu tiên của giải U22 Đông Nam Á. Thưa quý vị, tại vòng bảng giải U22 Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A gồm các đối thủ Thái Lan, Timor Leste và Philippines. Sau các chiến thắng trước Philippines, Timor Leste, đội tuyển Việt Nam đã hòa trên thế thắng trước Thái Lan để ung dung giành ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, U22 Indonesia khởi đầu không thực sự ấn tượng tại giải U22 Đông Nam Á. Đội bóng của xứ vạn đảo chỉ có được hai trận hòa trước U22 Malaysia và U22 Myanmar. Dẫu sao, hai trận đấu này cũng mang lại cho U22 Indonesia quyền tự quyết khi gặp đội chủ nhà U22 Campuchia. Đội đã chắc chắn đứng đầu bảng B chỉ sau hai lượt trận. U22 Indonesia đã chơi tốt ở trận đấu cuối cùng và có được chiến thắng 2-0. Thất bại không ảnh hưởng tới đội chủ nhà Campuchia, họ vẫn vững chắc có được ngôi vị đầu bảng B và sẽ đối đầu với U22 Thái Lan ở trận đấu bán kết 2 vào lúc 18:30 ngày 24 tháng 2 năm 2019 để tranh một suất vào chung kết. Đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á với đội hình chủ yếu là các cầu thủ thuộc lứa U20, trong khi hàng loạt các ngôi sao sáng đã thành danh như Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu đều không tham dự. Dẫu không đưa ra đội hình mạnh nhất, nhưng mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sẽ là chiếc cấp vô địch của giải. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ là trận bán kết đầu tiên diễn ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 24 tháng 2 năm 2019. Tại giải U22 Đông Nam Á có cả giải tranh hạng 3, cho nên cả 4 đội bóng vào bán kết chắc chắn sẽ thi đấu hai trận đấu nữa. Vòng bán kết được tổ chức vào ngày 24 tháng 2, sau đó 2 ngày sẽ tổ chức trận tranh ngôi vô địch và hạng 3. U22 Việt Nam mơ về ngôi vô địch U22 Đông Nam Á. Kỳ 15 tháng 2, đội tuyển U22 Việt Nam rời thành phố Hồ Chí Minh sang Campuchia chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á với mục tiêu lọt vào trận chung kết và hướng đến ngôi vô địch. Thưa quý vị, tại giải, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sẽ lần lượt đối đầu với Philippines vào ngày 17 tháng 2, Timor-Leste vào ngày 19 tháng 2 và Thái Lan vào ngày 21 tháng 2. Trong các đối thủ trên, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đánh giá Philippines và Thái Lan sẽ là các đối thủ chính của đội tuyển U22 Việt Nam ở vòng bảng, còn Timor Leste là đội bóng yếu. Điều đáng quan tâm là tại giải đấu sắp diễn ra, đội tuyển U22 Việt Nam không có sự phục vụ của hầu hết các cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi, gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và các tiền đạo Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh. Tức là ở tuyến nào, đội tuyển U22 Việt Nam cũng khuyết những nhân tố tốt nhất trong lứa tuổi. Các cầu thủ vừa nêu bận chuẩn bị cho mùa giải mới 2019 của bóng đá Việt Nam, nên không thể tham gia đội tuyển lần này. Đây là điều dễ hiểu bởi về tính cọ sát, về chất lượng chuyên môn, thi đấu tại V-League cùng thời điểm vẫn tốt hơn đá ở một giải trẻ. Nên các cầu thủ giỏi nhất trong lứa tuổi 22 của bóng đá đội cần được ưu tiên thi đấu ở sân chơi có chất lượng tốt hơn. Tuy nhiên, chưa chắc các đối thủ của U22 Việt Nam tại giải năm nay sử dụng lực lượng tốt nhất trong lứa tuổi của từng nền bóng đá. Ví dụ như đội tuyển U22 Thái Lan cũng khó gọi các cầu thủ đang thi đấu tại Thái League cho đấu trường U22 Đông Nam Á. Còn chớ cách đây hơn một năm, ngay đến giải đấu được cả Đông Nam Á quan tâm là SEA Games mà Thái Lan còn chưa gọi các cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp, huống hồ là giải U22 Đông Nam Á, vốn có tiếng vàng chưa lớn. Philippines ở các lứa tuổi trẻ không quá mặn mà với chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch như ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nên họ cũng chưa chắc là đội mạnh. Chính vì thế, khả năng lấy một trong hai suất đầu bảng A, Hồng có vé vào bán kết là khả năng trong tầm tay của đội tuyển U22 Việt Nam. Tương tự như thế là trường hợp của các đội thuộc bảng B, gồm Campuchia, Malaysia, Myanmar và Indonesia. Các đội vừa nêu chưa hẳn quá mạnh, nên đội tuyển U22 Việt Nam nếu có đụng đồ họ ở bán kết vẫn có khả năng giành chiến thắng. Nhìn chung, mục tiêu vào chung kết không phải là mục tiêu quá xa tầm tay của đội tuyển U22 Việt Nam. Thậm chí, việc huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn mơ về ngôi vô địch cũng là điều dễ hiểu, bởi đá bóng là phải có mục tiêu và phải dám mơ. U22 Việt Nam là của để dành cho SEA Games. Đội tuyển U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho giải U22 Đông Nam Á 2019. Đây là sân chơi mà chúng ta đặt ra nhiều mục tiêu cho tương lai hơn là một danh hiệu cụ thể. Khi đội tuyển Việt Nam đang tham dự Asian Cup 2019, thì Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn âm thầm tập trung và chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á AFF U22 Championship 2019. Đây là giải bóng đá vừa tạo thêm sân chơi cho các cầu thủ trẻ, vừa là bước chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Theo tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thì VFF không đặt mục tiêu cao mà muốn coi giải đấu này là dịp để rèn quân, định hướng lâu dài, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho SEA Games 30 2019 và xa hơn là SEA Games 31 năm 2021 diễn ra tại Việt Nam. Chính vì vậy mà thành phần tập trung của đội tuyển U22 Việt Nam gồm ra phần những cầu thủ thuộc lứa U20. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã gọi đến 17 tuyển thủ U19 Việt Nam từng tham dự vòng chung kết U19 châu Á năm 2018. Nhìn vào thành phần của U22 Việt Nam, chỉ có hai gương mặt đáng chú ý nhất là Phan Thanh Hậu của Hoàng Anh Gia Lai, sinh năm 1997 và Bùi Tiến Dụng ở Đà Nẵng, sinh năm 1998. Cả hai cầu thủ này đều từng được gọi tập trung cho đội tuyển U23 Việt Nam trước đây. Tiến Dũng cũng chính là người đã góp mặt tại giải U23 châu Á 2018, còn Thanh Hậu trước đó cũng được huấn luyện viên Bắc Hàng Seo gọi tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Tuy nhiên, hậu sau đó đã không thể có trong danh sách 23 cầu thủ chính thức. Với đội hình U22 Việt Nam gồm nhiều cầu thủ trẻ thì sự xuất hiện của Tiến Dũng và Thanh Hậu sẽ giúp cho tuyến giữa được tăng cường sức mạnh kinh nghiệm của cả hai cầu thủ này cũng sẽ giúp cho huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn yên tâm hơn. Ngoài ra, những cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Bắc Hàng so gọi tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2019 như là Đinh Thanh Bình, Ngô Tùng Quốc cũng là những gương mặt đáng chú ý. U22 Việt Nam là cổ để dành cho tương lai, mà cụ thể là SEA Games 29 và 30. Đấy là đấu trường mà chúng ta hướng đến tấm huy chương vàng đầu tiên cho bóng đá Việt Nam. Mặc dù không có nhiều sự đầu tư cho U22 Việt Nam trước thêm giải U22 Đông Nam Á, với những chuyến tập huấn nước ngoài, thế nhưng sự chuẩn bị lại rất kỹ lưỡng, bằng chứng là ngay từ mùng 4 Tết, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò đã hội quân để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra trên đất Campuchia, trận giao hữu quốc tế với câu lạc bộ Unsan Hyundai và sau đó là trận đấu tập kính với câu lạc bộ Sài Gòn chính là những bài test quan trọng cho U22 Việt Nam. Giải U22 Đông Nam Á sẽ là cơ hội để dưỡng gương mặt trẻ thể hiện khả năng của mình. Đặc biệt với việc chúng ta nằm chung bảng với U22 Thái Lan, đó sẽ là cuộc đối đầu thú vị. Bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ đội tuyển khi đối đầu với người Thái luôn đáng chờ đợi. Vì thế đây sẽ là một trải nghiệm cho các cầu thủ trẻ. U22 Việt Nam sẽ có thêm được sự cọ sát, chất lượng trước khi hướng đến mục tiêu xa hơn. Nói như Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh, thì giải U22 Đông Nam Á 2019 sắp tới sẽ là cơ hội rất tốt để tràn quân định hướng lâu dài. Đây cũng là giải đấu mà huấn luyện viên Bắc Hang Seo sẽ theo dõi để lựa chọn những gương mặt cho giải đấu quan trọng sắp tới là vòng loại U23 châu Á 2020. Đây cũng là giải đấu mà VFF đánh giá quan trọng bởi kết quả tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan. Sau đó cũng sẽ đồng thời chọn ra suốt tham dự Olympic Tokyo 2020. Tuy vậy, sau một năm thành công của bóng đá Việt Nam ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia, VFF cũng sẽ mong muốn về một kết quả chấp nhận được ở giải đấu này. Chính vì vậy mà huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã đưa ra mục tiêu đi đến trận đấu cuối cùng. Ông cho biết, phải thừa nhận bóng đá Việt Nam đã có những thành tích đáng tự hào trong năm qua và chúng tôi lấy đó để làm động lực nhằm phấn đấu. Mục tiêu của bản thân tôi cũng như là ban huấn luyện là phấn đấu hết mình để có mặt ở chung kết U22 Đông Nam Á 2019. Mong rằng với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mục tiêu rõ ràng, U22 Việt Nam sẽ giành được kết quả tốt tại giải đấu này. Sau một năm bóng đá lên hương, đấy sẽ là nguồn cảm hứng để các cầu thủ tự tin khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Bên cạnh đó, người hâm mộ chắc chắn sẽ không bỏ qua hành trình của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn ở giải đấu này. U22 Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 với sự tham dự của 8 đội tuyển sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2 tại sân vận động quốc gia Campuchia. Tại bảng A, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tranh tài cùng với các đội tuyển U22 Thái Lan, Đông Timor và Philippines. Bảng B bao gồm các đội U22 Malaysia, Myanmar, Indonesia và chủ nhà Campuchia. Theo đánh giá của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn, thì trong 4 đối thủ của phòng bảng, Thái Lan và Philippines là hai đội bóng cạnh tranh trực tiếp với U22 Việt Nam. Về chiến lược của U22 Việt Nam trong cuộc đua và bán kết, ông Tuấn nói, chúng tôi đặt mục tiêu giải quyết tốt trận đấu với Philippines để điều chỉnh cho trận cuối cùng gặp với Thái Lan. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng đặt mục tiêu sẽ đưa đội bóng vào chung kết. Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết, đây là kỳ đầu tiên giải đấu được tổ chức nên VFF không đặt mục tiêu cao, mà muốn coi giải đấu này là dịp để tràn quân định hướng lâu dài, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho SEA Games 30 2019 và xa hơn là SEA Games 31 2021 do Việt Nam là chủ nhà. Như chúng ta đã biết, nước cầu thủ thế hệ vàng được chúng ta gây dựng và đầu tư mạnh thời gian qua, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bắc Hang Seo sẽ phải tập trung cho nhiều nhiệm vụ ở cấp độ đội tuyển quốc gia năm 2019. Trong đó có nhiều cầu thủ đã quá lứa tuổi U22 nên không thể tham dự SEA Games. Cuối năm nay, vì vậy nhiệm vụ xây dựng một lứa trẻ mới, đủ bản lĩnh thi đấu ở đấu trường khu vực là vô cùng cần thiết. Với ý nghĩa ấy, giải bóng đá vô địch U22 Đông Nam Á 2019 thật sự là cơ hội tràn quân vô cùng quý giá của chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì các bạn hãy like và share video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.